Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mao Ăn, lại là mình đây. Trên tay mình đây là một chiếc iPad 10.2 inch, phiên bản mà mình nghĩ rằng là nó đang đáng giá mua nhất ở thời điểm hiện tại. Với mức giá chỉ là 8.690.000 đồng cho phiên bản là 10.2 inch, Wi-Fi 32GB bộ nhớ trong, thì đây xứng đáng là một chiếc iPad mà chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua, để làm nó với một chiếc máy phụ để chúng ta có thể giải trí hoặc là checklist những cái công việc hàng ngày. Ok, vậy thì nó có gì mà mình nói với các bạn là nó đáng mua như thế? Tìm hiểu ngay cùng mình trong video ngày hôm nay nhé. Mac One số 1 về Mac. Đầu tiên là về thiết kế thì chiếc iPad thế hệ thứ 8 này nó bê nguyên cái thiết kế từ thế hệ thứ 7 lên. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế nhôm unibody nguyên khối này và được bo cong như thế này. Và mình rất thích cái thiết kế bo cong này hơn, bởi vì là nếu mà chúng ta không sử dụng ốp, cầm một cái thiết kế này nó rất là ôm tay và nó không bị cấn. Với cái iPad đời mới bây giờ thì đều được thiết kế vuông vức rồi. Ví dụ như iPad Air 4 hoặc là iPad Pro thì nó được thiết kế khá là vuông vức và mình cầm nó khá là cấn. Với cái thiết kế này thì các bạn có thể thoải mái khi mà ngồi ở bàn làm việc, hoặc là thậm chí chúng ta đi tàu, xe, máy bay, hoặc là chúng ta có thể nằm ở ghế, sofa hay là giường. Chúng ta thao tác chiếc máy này nó vẫn rất là đơn giản và mượt mà. Và với thiết kế này chúng ta vẫn có quen thuộc là màn hình 10.2 inch với độ phân giải là Full HD. Và nó không có được trang bị là tấm nền chu tông. Ở bên trên sẽ là camera 1.2 megapixel. Ở dưới thì là nút home được tích hợp cảm biến vân tay. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một camera 8 megapixel ở đây, có một logo quả táo ở giữa và ở dưới sẽ ghi là dòng chữ iPad và vẫn là một số các thông số như là email quen thuộc của Apple. Về cổng kết nối thì sẽ có một cổng sạc Lightning ở đây, hai loa ở bên cạnh, và chúng ta sẽ có hệ thống là nút tăng giảm âm lượng cũng như là một cái jack cắm tai nghe 3.5mm, và đây sẽ là khu vực mic thoại của máy. Và bên cạnh đó thì iPad 10.2 inch cũng được trang bị cái phần nam châm ở đây để chúng ta có thể tích hợp được bàn phím vào. Đó, thiết kế thì nó vẫn giữ nguyên cái sự hài hòa cũng như là rất dễ cầm nắm ở trong thiết kế từ thế hệ thứ trước. Về màu sắc thì chiếc iPad Gen 8 này có 3 màu là màu Spray Gray, màu Silver và màu Rose Gold. Thì đây mình có một cái màu Gray là mình cái màu mà mình cũng thích nhất. Nó tối, nó sẽ không có bám bẩn quá là nhiều, và đặc biệt ấy là mặt trước của nó là màu đen. Phần màu đen này khi mà chúng ta xem phim thì rất là thích luôn, nó sẽ chìm vào, nó không bị lộ cái viền quá là dày. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn cái phiên bản màu trắng ấy thì đây, cái viền nó sẽ khá là dày như thế này, nó sẽ lộ màu trắng ra. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái ưu điểm tốt hơn là khi bạn nào mà muốn đọc báo hoặc đọc trang web thì cái màu trắng này nó cũng sẽ lẫn vào những cái viền ở trang web này luôn, thì nó cũng sẽ tạo một cái cảm giác thoải mái hơn cho chúng ta khi mà sử dụng. Tiếp đến là về phần màn hình của máy thì chiếc máy này có kích thước là 10.2 inch thì các bạn đã biết rồi, và nó được sở hữu cái tấm nền là IPS LCD. Và cái điểm khác biệt lớn nhất giữa cái dòng iPad thường này với cái dòng iPad Air, iPad Pro là nó sẽ được làm tách biệt cái phần kính cũng như là phần tấm nền màn hình ở dưới, nó được làm tách biệt nhau. Nên đây là một cái điểm mà người dùng có thể nhận ra được khi mà so sánh giữa hai màn hình này. Ok, mình sẽ thử bật một đoạn clip cho các bạn xem luôn nhé. Mình đánh giá cái màn hình IPS này nó có một cái độ trong trẻo khá là tốt, và khi mà chúng ta nhìn vào những cái màu sắc nó không bị sai lệch quá là nhiều. Và màn hình của máy thì có độ phân giải là 1620 nhân với lại 2160, cũng là tỷ lệ 4:3 đặc trưng của iPad. Ok, đó là về hình ảnh, còn với loa thì sao? Với những ai là tín đồ về phim ảnh hoặc là những cái bạn nào mà đam mê âm nhạc thì chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Và loa của chiếc máy này thì sẽ có hai loa kép nằm ở khu vực dưới này. Và với iPad Pro thì chúng ta sẽ có 4 loa, nó sẽ có cái hiệu ứng là surround khá là tốt. Còn với chiếc iPad Gen 8 này thì chúng ta chỉ có loa ở dưới thôi, nên đây là một cái điều khá là hạn chế. Và mình sẽ để cho các bạn tự đánh giá về chất âm của chiếc loa của chiếc máy này nhé. Ok, và mình đánh giá nó nằm ở mức trung bình thôi. Với những bạn nào mà nghe nhạc hay là xem TikTok hay là YouTube bình thường thì nó vẫn đáp ứng được. Còn những bạn nào mà có cần một cái chiếc máy nó có phát nhạc một cách chuyên nghiệp hơn thì chúng ta nên cân nhắc để chọn sang dòng Pro, thì nó sẽ có nhiều loa hơn, chúng ta sẽ có thêm hiệu ứng surround nhé. Và phần mà mình nghĩ rằng các bạn đáng mua nhất ở chiếc máy này đó chính là phần con chip. Đó chính là con chip A12 Bionic ở trên XS Max mà mình đang sử dụng đây. Với tầm giá loanh quanh chỉ 8 đến 9 triệu thôi thì mình nghĩ rằng đây là con chip mạnh nhất trong cái phân khúc của tablet và iPad nói chung này.
Và với con chip này thì chúng ta sẽ có 6 nhân, trong đó có 2 nhân là hiệu năng cao, 4 nhân là nhân tiết kiệm điện, và quan trọng là con chip A14 Bionic này nó có thể mang đến một cái khả năng đa nhiệm vượt trội với 3GB của nó. Và trong bài kiểm tra Geekbench 5.2 mới nhất thì iPad 10.2 inch 2020 lần lượt đạt điểm là 11.117 với điểm đơn nhân và 2.645 với điểm đa nhân. Tự chung lại thì những ai nên sử dụng chiếc máy này, mình nghĩ rằng là với những bạn học sinh sinh viên hoặc là dân văn phòng, chúng ta cần một cái máy phụ thôi, chúng ta tiết kiệm kinh tế, chúng ta có thể mua chiếc máy này. Hoặc là những người mà có những công việc nó hết sức nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta có thể vẽ vời hoặc là Photoshop nhẹ nhàng ở trên chiếc máy này thì vẫn có thể mua được. Còn những ai mà làm việc thực sự chuyên nghiệp ở trên iPad thì mình nghĩ rằng là các bạn nên cân nhắc sang iPad Pro hoặc là iPad Air 4 nhé. Ok, trên đây là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về chiếc iPad 10.2 inch này, và mình nghĩ đây là một chiếc iPad mà xứng đáng để mua nhất ở thời điểm hiện tại. Như vậy các bạn cần chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay qua Mac One để ring về cho mình những cái chiếc iPad mới nhất này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.